Review cả thế giới muối tôm như ý với cóc chua. Muối tôm như ý với hoa quả chua đúng là sự hòa quyện tuyệt vời. Cái muối này á, nếu ăn riêng nó cũng giòn giòn như sờ nét đấy, ăn cực kỳ đã luôn, mặn mặn, cay cay, ngọt ngọt và rất là giòn, ăn đã lắm nha. Review cả thế giới bánh mì kẹp kem, đặc sản của Hot Boy Sài Thành. Mùa hè ăn bánh mì nóng ư? Không không, cái này cực kỳ mát luôn, ở Sài Gòn ngày xưa là thịnh hành lắm á. Review cả thế giới đào tươi đóng hộp. Đào này chắc là dành cho mấy bạn ghiền trà đào đây. Bỏ cả miếng này vào mà làm trà đào thì hết sạch. Cái nước nó cũng chua chua ngọt ngọt. Ok á.